Minh chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại với kênh channel của Kim Minh. Ngày hôm nay thì ngày hôm nay các bạn thấy những nguyên liệu này của mình đó, thì các bạn sẽ thắc mắc là không biết mình làm món gì mà nó chỉ có củ cải không vậy, và một ít bột nghệ thôi đó. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm cái món đó là củ cải muối, củ cải vàng á, muối củ cải vàng đó các bạn. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm cái món là muối củ cải vàng rồi, của Đại Hàng các bạn. Rồi mời tất cả mọi người cùng theo dõi video ha. Rồi ở đây là mình đã chuẩn bị sẵn là một cup bột nghệ và 1/2 cup tiêu, 1 cup bột nghệ, 1/2 cup tiêu, 1/2 cup muối. Thì đó, nguyên liệu rất là đơn giản nè mọi người. Với 4 cup nước. Đây nè. Cái này nè các bạn, 4 cup nước nha. Và một cái hũ như vậy thôi. Đó thì ngày hôm nay mình sẽ làm cái món này để ướp. Trước tiên là mình sẽ bào cái vỏ ra nha các bạn. Cái bữa nay đi chợ thấy cải trắng ngon quá cho nên muốn mua về làm. Thì lần này cũng là lần đầu tiên mình làm cái món này, mình mong là nó sẽ thành công. Vì thấy cái màu nó rất ngon các bạn, nhìn cái màu nó ngon quá. Muối của cải trắng thì mình muối nhiều lắm rồi, nhưng mà muối của cải vàng này thì mình chưa có muối lần nào hết á, và không biết ăn cái khẩu vị nó sẽ như thế nào, mà thấy có rất là nhiều người thích, cho nên ngày hôm nay mình sẽ trổ tài làm thử cái món này xem như thế nào. Xong rồi, bây giờ mình sẽ đi rửa củ cải này và bắt đầu mình nấu cái nước để mình làm cái món dưa cải muối nha các bạn. Về phần dưa cải thì mình sẽ cắt ra, cắt khúc ra. Rồi, được 3 khúc nha. Rồi, cái này luôn. Mình sẽ cắt cho nó đều ra hết nha mọi người. Rồi, thì trong 3 khúc này mình cũng sẽ chẻ ra luôn. Trong... mình cắt khúc xong mình chẻ tư ra. Đó. Đây các bạn. Chẻ tư ra. Rồi. Mình chẻ 2 khúc thôi. Đó. Rồi, mình được 4 thỏi như vậy ha. Mà còn cái này thì mình sẽ cắt khoanh, khoanh tròn. Đó. À, thấy các bạn ha. Và cái này mình để nguyên để mình ăn cho nó hơi lâu một chút xíu. Ok, bây giờ mình sẽ chờ nó ráo và bắt đầu mình quay qua mình nấu cái nước nha. Khi nước nó lên tim rồi mình sẽ cho hết tất cả mọi thứ này vào. Đó, rồi lấy muỗng khuấy lên. Mình sẽ dùng muỗng khuấy lên cho nó đều lên các bạn. Và các bạn biết mình cho các bạn xem và sót lại cái món gì hay không? Các bạn biết đó là gì hay không? Đó là tuyệt chiêu cuối cùng, đó là giấm các bạn. Đây, giấm, giấm này mình nuôi ha. Thì mình sẽ đổ ra. Về phần giấm mình sẽ cho vào 3/4 phần giấm nha các bạn. Đây các bạn thấy không? Ok, mình sẽ cho vào đây và mình nấu cho nó sôi lên.
Về phần nước thì đã sôi nè, mình tắt bếp để nguội, để thật nguội và bắt đầu mình đổ vào cái hũ nha các bạn. Hello các bạn, cái dưa cải của mình ngày hôm nay đã ăn được rồi mọi người. Mình để cũng 3 tuần, 4 tuần gì vậy đó. Bây giờ mình sẽ đem ra, bữa nay mình sẽ đem ra dùng thử nha mọi người ha. Vui ra ăn xem như thế nào nha các bạn. Coi nó tới chưa ha. Đây da. Nè mọi người. Wow, nhìn cái màu đẹp quá các bạn ơi. Dưa cải vàng. Chắc có lẽ mình sẽ để ít thôi, tại một mình ăn à, lấy nhiều quá sợ nó hư các bạn. Rồi mình sẽ ăn thử cái miếng này coi, mình sẽ ăn thử. Chua ngon các bạn, giòn lắm, chua giòn giòn sực sực sực, mà ở phía trong á nó có thơm của mùi nghệ rất là ngon. Các bạn hãy làm thử nha, cái công thức này mình cũng học từ trên mạng thôi. Hết sợ. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video của mình ngày hôm nay nhé. Nếu các bạn yêu thích kênh hoặc là yêu thích video của mình thì nhớ đừng quên like, subscribe, ủng hộ kênh cho mình nha. Nhớ bấm luôn cái chuông để khi mà mình up video các bạn sẽ là người đầu tiên nhận thông báo. Bye bye.